Tạo hình hỷ phục của Thịnh Quân, Lý Thẩm đẹp ma mị nhưng Nhậm Gia Luân nhìn lạ quá. Những hình ảnh mặc hỷ phục của Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm trong Thịnh Quân đã được đăng tải. Do Ngự Giao Kỳ đóng cùng Địch Nệ Nhiệt Ba. Cả thông tin cho biết dự án lên sóng tiếp theo của Nhậm Gia Luân chính là Thịnh Quân. Trong bộ phim Dân Quốc Huyền Huyễn này, nam diễn viên sẽ hợp tác cùng Lý Thẩm. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, cặp đôi đã khiến khán giả ấn tượng với những tạo hình rất bắt mắt. Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh mặc hỷ phục đỏ của Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm trong bộ phim Thịnh Quân. Trong phim, Lý Thẩm và vai Vu Đăng Đăng, nữ trại chủ thông minh xinh đẹp và vô cùng trượng nghĩa. Mặc hỷ phục đỏ, mái tóc buông xõa, nàng tiểu hoa được nhận xét mang vẻ đẹp ma mị. Nước da trắng như phát sáng của Lý Thẩm cũng vô cùng nổi bật trên nền vải đỏ. Nhiều khán giả cho rằng so với các tạo hình trang nhã nhẹ nhàng, Lý Thẩm hợp với kiểu vai trang điểm đậm. Trong khi nữ chính được khen thì nam chính Lục Viêm Nhậm Gia Luân lại gây rất nhiều tranh cãi. Vẫn là gương mặt điển trai, song anh chẳng bị nhận xét là quá lon khi đặt cạnh nữ chính. Từ kiểu tóc hiện đại cho đến dáng người nhỏ đều khiến chàng sát thần trông giống như em trai của nàng trại chủ họ Vu vậy. Không ít người cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng về khả năng tạo chemistry của cặp đôi này. Một số bình luận như sau: Lý Thẩm đẹp thật, rất hợp tạo hình cổ trang, đặc biệt kiểu trang điểm đậm và mặc đồ sặc sỡ, nổi bật hẳn nhan sắc lên luôn. Lý Thẩm nhiều góc trong trailer không đẹp, nhưng công nhận mặc hỷ phục nhìn đẹp thật, bắt mắt ghê, lại còn có chút ma mị. Lý Thẩm đẹp đó nhưng Nhậm Gia Luân nhìn chán quá, mặt mũi non trệt, có khác gì em trai nữ chính đâu cơ chứ. Gia Luân nhìn như em trai nhà bên đi ăn cỗ chị gái hàng xóm vậy, chênh lệch với nữ chính dữ ha, kiểu này khó mà tạo chemistry được. Bắt đầu cảm thấy bất ổn với chemistry của cặp đôi này, Lý Thẩm đẹp nhưng nhìn Nhậm Gia Luân chán hẳn. Có thông tin cho biết dự án phim Thịnh Quân do Lý Thẩm và Nhậm Gia Luân sẽ được lên sóng vào tháng 10 năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!